chào mừng các bạn đến với Kênh 8 Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: chân dung của hot girl nổi tiếng tên TikTok trốn truy nã vẫn đi giao thuốc lắc. Trước khi bị bắt khi đang xách tay 1.500 viên ma túy tổng hợp, Ngọc đang bị cơ quan công an truy nã. Liên quan đến vụ cô gái xinh đẹp bị bắt giữ khi mua bán 1.500 viên ma túy, ngày hôm nay ngày 30 tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ Lê Thị Bích Ngọc sinh năm 1999, trú tại thôn Hoàng Xá 3, xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà ở Hải Dương, và Phạm Xuân Biển sinh năm 1991, trú tại thôn Thanh Xá, Việt Cường, Yên Mỹ, Hưng Yên để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Một lãnh đạo phòng PC04 cho biết, trước khi lực lượng công an bắt giữ, Ngọc đang bị công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo vị này, gia cảnh của Ngọc thuộc diện khó khăn khi bố mất sớm, mẹ thì sức khỏe yếu, do thiếu sự quan tâm của gia đình, Ngọc nghỉ học từ sớm rồi gặp gia đình dần sa ngã vào con đường phạm tội. Theo tìm hiểu của báo chí, Lê Thị Bích Ngọc còn là một hot TikToker trên nền tảng mạng xã hội. Tài khoản của Ngọc có hơn 39.000 người đăng ký theo dõi và nhận được hơn 155.000 lượt thích. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản TikTok cá nhân bất chấp việc đang bị truy nã. Trước đó, khoảng 2 giờ 10 ngày 23 tháng 7, phòng PC04 phối hợp với công an huyện Lạng Giang phát hiện một đôi nam nữ có hành vi mờ ám nghi là mua bán trái phép chất cấm tại thôn Tân Văn 3, Tân Vĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang. Qua kiểm tra, cơ quan công an đã bắt quả tang Lê Thị Bích Ngọc và Phạm Sư Biển đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an đã thu giữ được 1.500 viên ma túy thuốc lắc, một gói nhỏ heroin, 5 điện thoại, một ô tô và một số tài liệu liên quan của Ngọc và Biển trong quá trình làm việc. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ, thời buổi chống dịch khó khăn mà còn phải chống thêm cái bọn ma túy nữa, cũng vất vả cho các cơ quan công an. Thì không biết mức án dành cho các đối tượng này như thế nào sẽ có trong bản tin kế tiếp.